dâng hoa cúng Phật, chắp tay nguyện cầu tha thiết nhân loại thế giới bình an. Mùa xuân em đi lễ chùa, chân thành thắp nén tâm hương, cầu cho mười phương tám hướng chúng sanh nhờ ơn tế độ. Em đi lễ chùa, mùa xuân Di Lặc nở hoa, bốn mùa đào vàng tỏ ngộ, từ bi chan hoa rực rỡ. Loại năm châu bốn biển tình yêu xây dựng tình thương. Mùa xuân em đi lễ chùa, chắp tay nhìn lên Đức Phật, mở ra con đường quy nhất. Bất diệt là đây, bốn mùa xuân đi xuân tới, vườn tâm nhất điểm chi mai. Mùa xuân Di Lặc nở hoa, bốn mùa đào vàng tỏ ngộ, từ bi chan hoa rực rỡ. Em đi lễ chùa, mùa xuân đạo pháp thơm hương, nhân loại năm châu bốn biển tình yêu xây dựng tình thương. Là đây bốn mùa xuân đi xuân tới, vườn tâm nhất điểm chi mai. Mùa xuân em đi lễ chùa, mùa xuân bất diệt là đây, bốn mùa xuân đi xuân tới. Chắp tay nguyện cầu tha thiết nhân loại thế giới bình an. Mùa xuân em đi lễ chùa, chân thành thắp nén tâm hương, cầu cho mười phương tám hướng chúng sanh nhờ ơn tế độ. Em đi lễ chùa, mùa xuân Di Lặc nở hoa, bốn mùa đào vàng tỏ ngộ, từ bi chan hoa rực rỡ. Em đi lễ chùa, mùa xuân đạo pháp thơm hương, nhân loại năm châu bốn biển tình yêu xây dựng tình thương. Mùa xuân em đi lễ chùa, chắp tay nhìn lên Đức Phật, đường quy nhất ba ngàn thế giới một phương. Mùa xuân em đi lễ chùa, mùa xuân bất diệt là đây, bốn mùa xuân đi xuân tới, vườn tâm nhất địa.
điểm chi mai. Chùa mùa xuân Di Lặc nở hoa, bốn mùa đào vàng tỏ ngộ, từ bi chan hoa rừng sông. Em đi lễ chùa mùa xuân đạo pháp thơm hương, nhân loại năm châu bốn biển tình yêu xây dựng tình thương. Là đây bốn mùa xuân đi xuân tới, vườn tâm nhất điểm chi mai. Mùa xuân em đi lễ chùa, mùa xuân bất diệt là đây bốn mùa xuân đi xuân tới. Nguyện cầu tha thiết nhân loại thế giới bình an. Mùa xuân em đi lễ chùa, chân thành thắp nén tâm hương, cầu cho mười phương tam hướng chúng sanh nhờ ơn tế độ. Em đi lễ chùa mùa xuân Di Lặc nở hoa, bốn mùa đào vàng tỏ ngộ, từ bi chan hoa rừng sông. Em đi lễ chùa mùa xuân đạo pháp thơm hương, nhân loại năm châu bốn biển tình yêu xây dựng tình thương. Mùa xuân em đi lễ chùa, chắp tay nhìn lên đức phật là đây bốn mùa xuân đi xuân tới, vườn tâm nhất điểm chi mai. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
với dòng sông, cống cống có sóng em lượn vòng, soi mặt người một trời nào mênh mông. Kìa hàng rào xanh đứng bên gốc tê, kìa bầy chim non hót vang liễu lo, kìa là thanh thang nắng gió buổi chiều quê yên bình. Chuyện ba kể một thời thơ ấu, cả hành trình để mà được con lớn, dần về già rồi mình sẽ hiểu thấu lòng bồi hồi những kỷ niệm yêu dấu nhớ. Lắm lúc con ướt mắt rơi hao gầy vì con, nhưng đồ vật của một trời thơ bé, tôi học cho nó cười hé hé. Chẳng điều gì là tồn tại mãi mãi, tôi trưởng thành bằng niềm tình vươn trái để cố gắng vượt qua tháng ngày mai. Con ướt con là sao đêm bầu trời hôm nay ướt chú chim mèn kêu vang, lòng đang rung rinh đấm đấm mây vàng lung. Hãy
bay là đà chập chờn theo đồng lúa. Ngày xưa ai hay cười hay dỗi hờn chiều hái hoa trên đê. Ngày xưa bên vắng lưu luyến con thuyền chờ người đi xa. Trong ngày trở về những kỷ niệm xưa vẫn cứ đong đầy những vô thúc chúng ta,
những cánh chim bay mỏi tìm về với tổ ấm, tìm về với một thời hoa nắng hồn nhiên, vô tư và rất đỗi yêu thương. Kính thưa quý thầy cô cùng các bạn, từ mái trường này chúng em được bàn tay dạy dỗ tận tình của quý thầy cô, để rồi hôm nay khi được trở về dưới mái trường này, chúng em lại được vòng tay của quý thầy cô dang rộng ôm chúng em vào lòng. Chúng em như được sống lại với tuổi trẻ, sống lại với khoảng thời gian học tập dưới mái trường đầy thân yêu này. Vẫn cứ là những cô cậu học trò tinh nghịch của các thầy cô, 28 năm, một chặng đường chưa đầy, chưa dài nhưng cũng đủ khẳng định sự cố gắng, trải nghiệm và vận dụng những kiến thức mà thầy cô trang bị cho chúng em bước vào đời. Dẫu biết cuộc sống mưu sinh cũng còn nhiều gian khó, nhưng với những hành trang kiến thức mà chúng em được thầy cô trang bị thì chắc chắn chúng em sẽ phát huy tốt những gì mà thầy cô đang dạy để trở thành những người có ích cho xã hội, viết thêm nhiều thành tích mới, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày một giàu mạnh hơn. Kính thưa quý thầy cô cùng các bạn, ai cũng có một thời hoa niên nhiều kỷ niệm, đã qua đi sẽ không bao giờ quay lại, nhưng những hồi ức đẹp để về mái trường thân yêu này, bên vòng tay người bạn và tình yêu thương bao la rộng lớn của thầy cô sẽ không bao giờ phai nhòa trong mỗi chúng em. Chúng ta cùng hứa với nhau, cùng hứa với quý thầy cô rằng sẽ tiếp tục sống tốt hơn, làm nhiều việc ý nghĩa hơn, công tác tốt hơn, sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn trong sự nghiệp và cuộc sống để xứng đáng với những kỳ vọng và mong mỏi của các thầy cô giáo, xứng đáng với truyền thống tốt đẹp của mái trường đồng văn thân yêu này. Một lần nữa, em xin kính chúc quý thầy cô và các bạn thật nhiều sức khỏe và thành công trong công cuộc, trong cuộc sống. Kính chúc quý thầy cô và các bạn hôm nay có một ngày hội ngộ thật ý nghĩa và đầy niềm vui, nằm dày thêm những kỷ niệm có phai, tạo động lực để chúng ta tiếp tục vững bước trên con đường phía trước và gặt hái được nhiều thành công và hạnh phúc. Hơn nữa, em xin dành cảm ơn quý thầy cô, cảm ơn các bạn, xin cảm ơn. Xin kính thưa các thầy cô giáo, kính thưa toàn thể các bạn liên khóa 83/94. Vừa rồi là lời cảm ơn của bạn Hợi thay cho toàn thể tập thể 83/94 Việt Nam. Đề nghị chúng ta hãy cổ động cho bạn Hợi chẳng có thầy. Cùng xin kính thưa tới các thầy các cô giáo để về dự ngày gặp thường niên hôm nay thì đông đủ rất là các nhiều thầy cô giáo, thì ban tập thể cá nhân xin tập thể khóa 83/94 có xin trân trọng kính mời đại diện thầy cô giáo bài dự đến phát biểu suy nghĩ của mình, thì xin trân trọng kính mời thầy vui nên phát biểu, xin đề nghị hội trường tập thể hội trường hãy cổ động cho thầy trọng. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo, nguyên là cán bộ, giáo viên của nhà trường qua các thời kỳ. Kính thưa các anh các chị cựu học sinh khóa 84/93. Hôm nay các anh chị cựu học sinh trường của nhà trường khóa 94 khóa 84/93 tổ chức buổi gặp mặt với chủ đề gặp để nhớ, để thương và kỷ niệm 28 năm ngày ra trường. Và cách đây 28 năm các em đã gắn bó đến mái trường trong cuộc đời học sinh tươi đẹp nhất. Lời đầu tiên cho phép tôi nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo, nguyên là cán bộ giáo viên và các anh chị cựu học sinh khóa 84/93 về dự buổi gặp mặt và kỷ niệm 28 năm ra trường đầy ý nghĩa này. Xin kính chúc các thầy cô giáo, các anh chị cựu học sinh mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Thưa các anh các chị, hôm nay các anh chị cựu học sinh khóa 84/93 tổ chức ngày hội khóa tại trung tâm văn hóa làng Yên Nam, đúng vào ngày 20/11 là ngày kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam. Vẫn là hội lớp, nhưng đây là cuộc hội ngộ đặc biệt trong những ngày đặc biệt. Tôi thấy rất cảm động vì các anh các chị ra trường cách đây 28 năm nhưng luôn luôn hướng về mái trường xưa mình đã được học tập. Và càng xúc động hơn trước tình cảm chân thành thiêng liêng của các anh các chị đã dành cho các thầy cô giáo đã dạy bảo mình trong những năm tháng học tập tại nhà trường. Đây thực sự là tình cảm tốt đẹp mà các anh chị cựu học sinh khóa 84/93 đã dành cho nhau và dành cho các thầy cô giáo. Về các em cựu học sinh, sau khi ra trường, có em thì tiếp tục học lên, có em do hoàn cảnh kinh tế không tiếp tục đi học nữa. Nhưng đến ngày
trong không khí đầm ấm, thắm thiết tình thầy nghĩa bạn với nhiều cung bậc cảm xúc, khi vui mừng hò hải, khi nắng nặng đầy cảm xúc nhớ về những quá khứ với bao nhiêu kỷ niệm sau 28 năm, các anh các chị bây giờ đã trưởng thành và vững bước vững vàng bước vào cuộc sống. Nhiều anh chị đã thành đạt trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống, có những anh chị đã lên ông lên bà thuận theo phát triển thuận trong lẽ tự nhiên của quy luật con người. Một vị học sinh khóa 84/93 hôm nay là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, không chỉ đơn thuần là cuộc tụ họp tình mang hĩ mà còn là dịp để mỗi người cùng quay về ký ức tốt đẹp của thời học sinh, nhìn lại những chặng đường đã qua, tri ân các thầy cô bằng những tình cảm vô cùng cao quý mà có nhiều tiền không mua được. Hôm nay là một ngày không thể nào quên đối với tất cả chúng ta, những người đã có mặt ở đây để viết thêm những điều tốt đẹp nhất trong ký ức, để nhớ lại thời đẹp, một thời kỳ đẹp nhất của cuộc đời mình, thời học sinh trong sáng, ngây thơ và đẹp có khi mình tên nghỉ. Cuộc hội ngộ hôm nay không chỉ là đơn thuần để sống lại những hoài niệm, mà hơn thế nó chứng minh cho mối liên hệ trồng đất thiêng liêng mà các chị biết giữ gìn với tình bằng hữu được gắn kết bởi khát vọng hội ngộ tất cả chúng ta trong suốt những năm qua để canh trồng trạng này. Các anh chị cựu học sinh thân mến, ai cũng đã từng cắp sách đến trường không bao giờ quên mái trường xưa. Các thế hệ cựu học sinh luôn dành những tình cảm sâu sắc cho các thầy các cô, đề nghị nghe trồng tràn vỗ tay để tỏ lòng biết ơn các thầy các cô. Xin cảm ơn hội cựu học sinh khóa 83/84 đã dành thời gian cho tôi phát biểu, và xin cảm ơn các thầy cô giáo đã dành thời gian quý báu về dự buổi gặp mặt ngày hôm nay, là những buổi mà nhớ lại những học sinh thân thương của đảng. Cuối cùng xin kính chúc các thầy cô các anh chị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống. Mượn lời bài thơ của nhà thơ Thu Hà, xin đọc để các thầy các cô và các anh chị nghe. Cảm xúc ngày hội lớp, ngày cuối năm vui vẻ biết bao nhiêu, ngày kỷ niệm với bao điều đáng nhớ. Gặp lại nhau cung trời rộng mở, thoáng ngập ngừng bỡ ngỡ nắm tay. Mình xa nhau cũng đã biết bao ngày, giờ gặp lại thì quên đi lệ thắm. Xúc động lắm nhiều bạn xa ngàn dặm, vẫn trở về gửi gắm những yêu thương. Bạn bè ơi dù đi khắp bốn nẻo đường, lòng vẫn thấy vấn vương nhiều biến nạn. Giữa trời đông mà chẳng có băng giá, thấy tấm lòng quên cả những nỗi lo toan. 9A, 9B ơi gửi lời chúc vẹn toàn, đầy sức khỏe, chứa trang niềm hạnh phúc, mãi bên nhau dốc cuộc đời trong đục. Với bạn, bạn với mình cùng hạnh phúc tình ca, thế nên ạ. Vâng, một lần nữa thì em thay lời cho tập thể 8394, một lần nữa cảm ơn các thầy, các cô, đặc biệt là cảm ơn thầy Vui đã có lời phát biểu rất là ý nghĩa và sâu sắc. Vâng, để tiếp nối xin trân trọng kính mời các bạn miền, ban cảnh, ban lý trên sân khấu để xin trân trọng kính mời các thầy cô để lên tặng hoa lưu niệm. Xin trân trọng kính mời các thầy cô giáo lên sân khấu để tập thể 8394 là bạn miền, là ban cảnh, ban lý. Xin trân trọng kính mời. Thời gian trôi qua mau, chỉ còn lại những kỷ niệm. Kỷ niệm thân yêu ơi, sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô. Bạn bè mến thương ơi, sẽ còn nhớ những lúc dân hương. Để rồi mắng chia xa, lòng chân dân yêu thiết tha. Nhớ bạn bè, nhớ mong trường xưa. Đạp bàn bánh lên, giữ chặt tiếng nắng nghẹn ngào. Thời gian ra đi mau, xin hãy ngừng trôi. Dù vẫn mãi luyến tiếc